rồi dùng y phục, anh lạc, vàng bạc, đồ báu, các thứ ngọc quý, kỹ nhạc, đèn sáng, vô lượng các thứ đẹp đẽ trang trí nơi đó. Nếu thường cúng dường Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, thì liền có vô lượng chư thiên, rồng, vân vân, đầy đủ oai đức thần lực lớn lao sung mãn đi đến nơi đó, chiêm ngưỡng lễ bái, đọc tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm đã được sao chép, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, chắp tay đi nhiễu bên phải, hoan hỉ hộ niệm. Lại nữa, kiểu thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, nếu thường cúng dường Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy, thì thân tâm không mệt mỏi, thân tâm an lạc, thân tâm nhẹ nhàng, thân tâm điều hòa, thân tâm yên ổn, gắn chặt tâm vào Bát Nhã Ba La Mật Đa, đêm ngủ không có các ác mộng, chỉ thấy mộng lành, đó là thấy Như Lai ứng chánh đẳng giác, thân sắc vàng, đầy đủ 32 tướng đại trượng phu, 80 vẻ đẹp kèm theo, viên mãn trang nghiêm, phóng hào quang lớn, chiếu khắp tất cả thanh văn, Bồ Tát vây quanh trước sau. Thân ở trong chúng, nghe Phật tuyên thuyết pháp tương ưng, bố thí ba la mật đa, tịnh giới ba la mật đa, an nhẫn ba la mật đa, tinh tấn ba la mật đa, tịnh lự ba la mật đa, bát nhã ba la mật đa. Nghe Phật tuyên thuyết pháp tương ưng, pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp tự tánh không, pháp không không tánh tự tánh. Nghe Phật tuyên thuyết pháp tương ưng chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Nghe Phật tuyên thuyết pháp tương ưng thánh đế khổ, thánh đế tập, thánh đế diệt, thánh đế đạo. Nghe Phật tuyên thuyết pháp tương ưng bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Nghe Phật tuyên thuyết pháp tương ưng tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Nghe Phật tuyên thuyết pháp tương ưng bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Nghe Phật tuyên thuyết pháp tương ưng pháp mô giải thoát không, pháp mô giải thoát vô tướng, pháp mô giải thoát vô nguyện. Nghe Phật tuyên thuyết pháp tương ưng năm loại mắt, sáu phép thần thông. Nghe Phật tuyên thuyết pháp tương ưng mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Nghe Phật tuyên thuyết pháp tương ưng pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Nghe Phật tuyên thuyết pháp tương ưng trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Nghe Phật tuyên thuyết pháp tương ưng tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Nghe Phật tuyên thuyết pháp tương ưng tất cả hạnh đại Bồ Tát. Nghe Phật tuyên thuyết pháp tương ưng quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Lại nghe phân biệt nghĩa của pháp tương ưng bố thí ba la mật đa, tịnh giới ba la mật đa, an nhẫn ba la mật đa, tinh tấn ba la mật đa, tịnh lự ba la mật đa, bát nhã ba la mật đa. Lại nghe phân biệt nghĩa của pháp tương ưng pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Lại nghe phân biệt nghĩa của pháp tương ưng chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Lại nghe phân biệt nghĩa của pháp tương ưng thánh đế khổ, thánh đế tập, thánh đế diệt, thánh đế đạo. Lại nghe phân biệt nghĩa của pháp tương ưng bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Lại nghe phân biệt nghĩa của pháp tương ưng tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Lại nghe phân biệt nghĩa của pháp tương ưng bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Lại nghe phân biệt nghĩa của pháp tương ưng pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Lại nghe phân biệt nghĩa của pháp tương ưng năm loại mắt, sáu phép thần thông. Lại nghe phân biệt nghĩa của pháp tương ưng mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Lại nghe phân biệt nghĩa của pháp tương ưng pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Lại nghe phân biệt nghĩa của pháp tương ưng trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Lại nghe phân biệt nghĩa của pháp tương ưng tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa.
lại nghe phân biệt nghĩa của pháp tương ưng tất cả hạnh đại Bồ Tát, lại nghe phân biệt nghĩa của pháp tương ưng quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, hoặc ở trong mộng thấy cây bồ đề thân nó cao lớn trang trí bằng các thứ báu, thấy đại Bồ Tát hướng đến cây bồ đề ngồi kiết già hàng phục ma oán, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, chuyển pháp luân nhiệm màu độ vô lượng chúng sanh, lại thấy vô lượng trăm ngàn ức ức đại Bồ Tát cùng tụ hội luận thuyết các thứ pháp nghĩa, đó là nên thành thục hữu tình như vậy, nên nghiêm tịnh cõi Phật như vậy, nên hàng phục ma quân như vậy, nên tu hạnh Bồ Tát như vậy, nên nhiếp thủ trí nhất thiết trí như vậy. Hoặc lại mộng thấy vô lượng trăm ngàn ức ức Phật ở phương Đông, cũng nghe âm thanh, đó là thế giới ấy, tên Đức Như Lai ứng chánh đẳng giác ấy, biết bao trăm ngàn ức ức đại Bồ Tát, biết bao trăm ngàn ức ức đệ tử thanh văn cung kính vây quanh vì họ thuyết pháp. Phương Nam Tây Bắc bốn phía trên dưới đều cũng như vậy. Hoặc lại mộng thấy vô lượng trăm ngàn ức ức Phật ở phương Đông nhập Niết Bàn, thấy tất cả Phật nhập Niết Bàn rồi, mỗi vị Phật đều có thí chủ cúng dường xá lợi, dùng bảy báu tuyệt diệu xây dựng vô lượng trăm ngàn ức ức bảo tháp. Lại ở nơi tất cả các bảo tháp đều dùng vô lượng tràng hoa hương xoa hương bột vân vân tuyệt diệu, y phục anh lạc tràng phan lọng báu, các thứ ngọc quý kỹ nhạc đèn sáng, trải qua vô lượng kiếp cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen. Phương Nam Tây Bắc bốn phía trên dưới cũng lại như vậy. Này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy, thấy tướng của các mộng lành như vậy, hoặc ngủ hoặc thức, thân tâm an lạc, chư thiên, thần, vân vân cho thêm tinh lực, khiến họ tự biết thân thể nhẹ nhàng, do nhân duyên ấy chẳng tham nhiễm nhiều về ăn uống, thuốc men, y phục, đồ nằm, đối với bốn sự cúng dường, tâm luôn coi nhẹ. Như du giả sư nhập định thắng diệu, do sức định ấy, thân tâm tươi nhuận ra khỏi định rồi, đối với các món ăn ngon, tâm luôn coi nhẹ, việc này cũng vậy. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy, do tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, thanh văn Bồ Tát, trời rồng dược xoa kiển đạt phược, A Tố Lạc, Yết Lộ Trà, Khẩn Nại Lạc, Mạc Hô Lạc Già, nhân phi nhân vân vân, những vị đầy đủ thần lực, oai đức thủ thắng ở trong thế giới ba lần ngàn này và vô biên thế giới khác trong mười phương, từ bi hộ niệm dùng diệu tinh lực thầm rót vào thân tâm khiến ý chí họ dũng mãnh, thân thể họ khỏe mạnh. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân muốn được công đức đời hiện tại như vậy thì nên phát tâm trí nhất thiết trí, lấy vô sở đắc làm phương tiện, đối với bát nhã ba la mật đa này trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, như lý tư duy giảng giải tuyên thuyết, sao chép truyền bá rộng rãi. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân tuy đối với bát nhã ba la mật đa chẳng thể lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, như lý tư duy vì các hữu tình tuyên thuyết truyền bá rộng rãi, nhưng chỉ sao chép trang trí bằng các vật báu, lại dùng các thứ tràng hoa hương xoa hương bột vân vân tuyệt diệu, y phục anh lạc tràng phan lọng báu, các thứ ngọc quý kỹ nhạc đèn sáng, hết cả các vật sở hữu cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen, thì cũng được công đức như trước đã nói. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy có khả năng làm lợi ích rộng rãi, an lạc vô lượng cho các chúng sinh. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, đối với bát nhã ba la mật đa này trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, như lý tư duy vì các hữu tình tuyên thuyết truyền bá rộng rãi, hoặc lại sao chép trang trí bằng các vật báu, rồi dùng các thứ tràng hoa hương xoa hương bột vân vân tuyệt diệu, y phục anh lạc tràng phan lọng báu, các thứ ngọc quý kỹ nhạc đèn sáng, hết cả các vật sở hữu cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy do nhân duyên này có được vô lượng phước, suốt cuộc đời dùng vô lượng các thứ ăn uống, y phục, đồ nằm, thuốc men, đồ dùng tuyệt diệu cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen tất cả các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác và chúng đệ tử ở thế giới trong mười phương, cũng nhiều hơn người sau khi các đức Phật và đệ tử trong mười phương nhập Niết Bàn.
Vì cúng dường Xá Lợi nên dùng 7 thứ báu tuyệt diệu xây dựng bảo tháp cao rộng trang nghiêm đẹp đẽ, lại dùng vô lượng tràng hoa, hương xoa, hương bột vân vân tuyệt diệu của cõi trời, y phục anh lạc tràng phan lọng báu các thứ ngọc quý kỹ nhạc đèn sáng, suốt cả cuộc đời cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì chư Phật và chúng đệ tử trong 10 phương đều do Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm ấy mà xuất sanh. Lúc bấy giờ Phật bảo trời Đế Thích: Này Kiều Thi Ca, giả sử Xá Lợi của Phật đầy cả châu thiệm bộ này lấy làm một phần, việc sao chép Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm ấy lấy làm một phần, trong hai phần này ông chọn phần nào? Khi ấy trời Đế Thích liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, giả sử Xá Lợi của Phật đầy cả châu thiệm bộ này lấy làm một phần, việc sao chép Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm ấy lại lấy làm một phần trong hai phần này? Theo ý con thì chọn Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì con đối với Xá Lợi của chư Phật chẳng phải là chẳng tín thọ, chẳng phải là chẳng ưa thích, cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen. Nhưng Xá Lợi đều do Bát Nhã Ba La Mật Đa mà xuất sanh, đều là sự huân tu thế lực công đức của Bát Nhã Ba La Mật Đa, và được tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian dùng vô lượng các thứ tràng hoa, hương xoa, hương bột vân vân tuyệt diệu, y phục anh lạc tràng phan lọc báu các thứ ngọc quý kỹ nhạc đèn sáng, hết các vật sở hữu cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen. Lúc bấy giờ Xá Lợi Tử bảo với trời Đế Thích: Này Kiều Thi Ca, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế đã chẳng thể nắm bắt, không sắc không thấy, không một tướng đối đãi gọi là vô tướng, thì ông làm sao nắm bắt được? Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế không thủ không xả, không tăng không giảm, không trụ không tán, không ích không tổn, không nhiễm không tịnh. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế chẳng cùng pháp chư Phật, chẳng bỏ pháp phàm phu, chẳng cùng pháp Bồ Tát, chẳng bỏ pháp phàm phu, chẳng cùng pháp độc giác, chẳng bỏ pháp phàm phu, chẳng cùng pháp thanh văn, chẳng bỏ pháp phàm phu, chẳng cùng cảnh giới vô vi, chẳng bỏ cảnh giới hữu vi. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế chẳng cùng bố thí Ba La Mật Đa, chẳng cùng tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế chẳng cùng pháp không nội, chẳng cùng pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế chẳng cùng chân như, chẳng cùng pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế chẳng cùng thánh đế khổ, chẳng cùng thánh đế tập diệt đạo. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế chẳng cùng bốn tịnh lự, chẳng cùng bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế chẳng cùng tám giải thoát, chẳng cùng tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế chẳng cùng bốn niệm trụ, chẳng cùng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế chẳng cùng pháp môn giải thoát không, chẳng cùng pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế chẳng cùng năm loại mắt, chẳng cùng sáu phép thần thông. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế chẳng cùng mười lực của Phật, chẳng cùng bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, lại từ đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế chẳng cùng pháp không quên mất, chẳng cùng tánh luôn luôn xả. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế chẳng cùng trí nhất thiết, chẳng cùng trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế chẳng cùng tất cả pháp môn Đà Na Ni, chẳng cùng tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế chẳng cùng dự lưu quả, chẳng cùng nhất lai bất hoàn, A La Hán quả. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế chẳng cùng quả vị độc giác. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế chẳng cùng hạnh đại Bồ Tát. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế chẳng cùng quả vị giác ngộ cao tột. Lúc bấy giờ trời Đế Thích đáp lại Xá Lợi Tử: Bạch Đại Đức, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời Ngài nói, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế thật chẳng thể nắm bắt, không sắc, không thấy, không một tướng đối đãi gọi là vô tướng. Bạch Đại Đức, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy không thủ, không xả, không tăng, không giảm, không tụ, không tán, không ích, không tổn, không nhiễm, không tịnh. Bạch Đại Đức, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế chẳng cùng pháp chư Phật,
chẳng bỏ pháp phàm phu, chẳng cùng pháp Bồ Tát, chẳng bỏ pháp phàm phu, chẳng cùng pháp độc giác, chẳng bỏ pháp phàm phu, chẳng cùng pháp thanh văn, chẳng bỏ pháp phàm phu, chẳng cùng cảnh giới vô vi, chẳng bỏ cảnh giới hữu vi. Bạch đại đức, bát nhã ba la mật đa như thế, chẳng cùng bố thí ba la mật đa, chẳng cùng tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa. Bạch đại đức, bát nhã ba la mật đa như thế, chẳng cùng pháp không nội, chẳng cùng pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Bạch đại đức, bát nhã ba la mật đa như thế, chẳng cùng chân như, chẳng cùng pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Bạch đại đức, bát nhã ba la mật đa như thế, chẳng cùng thánh đế khổ, chẳng cùng thánh đế tập diệt đạo. Bạch đại đức, bát nhã ba la mật đa như thế, chẳng cùng bốn tịnh lự, chẳng cùng bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Bạch đại đức, bát nhã ba la mật đa như thế, chẳng cùng tám giải thoát, chẳng cùng tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Bạch đại đức, bát nhã ba la mật đa như thế, chẳng cùng bốn niệm trụ, chẳng cùng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Bạch đại đức, bát nhã ba la mật đa như thế, chẳng cùng pháp môn giải thoát không, chẳng cùng vô tướng vô nguyện. Bạch đại đức, bát nhã ba la mật đa như thế, chẳng cùng năm loại mắt, chẳng cùng sáu phép thần thông. Bạch đại đức, bát nhã ba la mật đa như thế, chẳng cùng mười lực của Phật, chẳng cùng bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Bạch đại đức, bát nhã ba la mật đa như thế, chẳng cùng pháp không quên mất, chẳng cùng tánh luôn luôn xả. Bạch đại đức, bát nhã ba la mật đa như thế, chẳng cùng trí nhất thiết, chẳng cùng trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Bạch đại đức, bát nhã ba la mật đa như thế, chẳng cùng tất cả pháp môn đà la ni, chẳng cùng tất cả pháp môn tam ma địa. Bạch đại đức, bát nhã ba la mật đa như thế, chẳng cùng quả dự lưu, chẳng cùng quả nhất lai bất hoàn a la hán. Bạch đại đức, bát nhã ba la mật đa như thế, chẳng cùng quả vị độc giác. Bạch đại đức, bát nhã ba la mật đa như thế, chẳng cùng hạnh đại bồ tát. Bạch đại đức, bát nhã ba la mật đa như thế, chẳng cùng quả vị giác ngộ cao tột. Bạch đại đức, nếu đối với bát nhã ba la mật đa có khả năng biết như thế, thì là nắm bắt đúng bát nhã ba la mật đa thậm thâm, cũng là tu hành đúng bát nhã ba la mật đa thậm thâm. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật đa thậm thâm chẳng theo hai bên, không có hai tướng. Như vậy, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí ba la mật đa cũng chẳng theo hai bên, không có hai tướng. Lúc bấy giờ Phật khen trời Đế Thích: hay thay, như ông đã nói, bát nhã ba la mật đa thậm thâm chẳng theo hai bên. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật đa thậm thâm không có hai tướng. Như vậy, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí ba la mật đa cũng chẳng theo hai bên. Vì sao? Vì tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí ba la mật đa ấy cũng không có hai tướng. Này Kiều Thi Ca, có những kẻ muốn khiến bát nhã ba la mật đa thậm thâm có hai tướng, tức là muốn khiến chân như cũng có hai tướng. Vì sao, Kiều Thi Ca? Vì bát nhã ba la mật đa thậm thâm cùng với chân như không hai, không hai phần. Này Kiều Thi Ca, có những kẻ muốn khiến tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí ba la mật đa có hai tướng, tức là muốn khiến chân như cũng có hai tướng. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí ba la mật đa cùng với chân như không hai, không hai phần. Này Kiều Thi Ca, có những kẻ muốn khiến bát nhã ba la mật đa thậm thâm có hai tướng, tức là muốn khiến pháp giới cũng có hai tướng. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì bát nhã ba la mật đa thậm thâm cùng với pháp giới không hai, không hai phần. Này Kiều Thi Ca, có những kẻ muốn khiến tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí ba la mật đa có hai tướng, tức là muốn khiến pháp giới cũng có hai tướng. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí ba la mật đa cùng với pháp giới không hai, không hai phần.
Này Kiều Thi Ca, có những kẻ muốn khiến Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm có hai tướng, tức là muốn khiến Pháp Tánh cũng có hai tướng. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm cùng với Pháp Tánh không hai, không hai phần. Này Kiều Thi Ca, có những kẻ muốn khiến Tịnh Lự, Tinh Tấn, An Nhẫn, Tịnh Giới, Bố Thí Ba La Mật Đa có hai tướng, tức là muốn khiến Pháp Tánh cũng có hai tướng. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì Tịnh Lự, Tinh Tấn, An Nhẫn, Tịnh Giới, Bố Thí Ba La Mật Đa cùng với Pháp Tánh không hai, không hai phần. Này Kiều Thi Ca, có những kẻ muốn khiến Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm có hai tướng, tức là muốn khiến tánh chẳng hư vọng cũng có hai tướng. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm cùng với tánh chẳng hư vọng không hai, không hai phần. Này Kiều Thi Ca, có những kẻ muốn khiến Tịnh Lự, Tinh Tấn, An Nhẫn, Tịnh Giới, Bố Thí Ba La Mật Đa có hai tướng, tức là muốn khiến tánh chẳng hư vọng cũng có hai tướng. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì Tịnh Lự, Tinh Tấn, An Nhẫn, Tịnh Giới, Bố Thí Ba La Mật Đa cùng với tánh chẳng hư vọng không hai, không hai phần. Này Kiều Thi Ca, có những kẻ muốn khiến Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm có hai tướng, tức là muốn khiến tánh chẳng đổi khác cũng có hai tướng. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm cùng với tánh chẳng đổi khác không hai, không hai phần. Này Kiều Thi Ca, có những kẻ muốn khiến Tịnh Lự, Tinh Tấn, An Nhẫn, Tịnh Giới, Bố Thí Ba La Mật Đa có hai tướng, tức là muốn khiến tánh chẳng đổi khác cũng có hai tướng. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì Tịnh Lự, Tinh Tấn, An Nhẫn, Tịnh Giới, Bố Thí Ba La Mật Đa cùng với tánh chẳng đổi khác không hai, không hai phần. Này Kiều Thi Ca, có những kẻ muốn khiến Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm có hai tướng, tức là muốn khiến tánh bình đẳng cũng có hai tướng. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm cùng với tánh bình đẳng không hai, không hai phần. Này Kiều Thi Ca, có những kẻ muốn khiến Tịnh Lự, Tinh Tấn, An Nhẫn, Tịnh Giới, Bố Thí Ba La Mật Đa có hai tướng, tức là muốn khiến tánh bình đẳng cũng có hai tướng. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì Tịnh Lự, Tinh Tấn, An Nhẫn, Tịnh Giới, Bố Thí Ba La Mật Đa cùng với tánh bình đẳng không hai, không hai phần. Này Kiều Thi Ca, có những kẻ muốn khiến Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm có hai tướng, tức là muốn khiến tánh ly sanh cũng có hai tướng. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm cùng với tánh ly sanh không hai, không hai phần. Này Kiều Thi Ca, có những kẻ muốn khiến Tịnh Lự, Tinh Tấn, An Nhẫn, Tịnh Giới, Bố Thí Ba La Mật Đa có hai tướng, tức là muốn khiến tánh ly sanh cũng có hai tướng. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì Tịnh Lự, Tinh Tấn, An Nhẫn, Tịnh Giới, Bố Thí Ba La Mật Đa cùng với tánh ly sanh không hai, không hai phần. Này Kiều Thi Ca, có những kẻ muốn khiến Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm có hai tướng, tức là muốn khiến định pháp cũng có hai tướng. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm cùng với định pháp không hai, không hai phần. Này Kiều Thi Ca, có những kẻ muốn khiến Tịnh Lự, Tinh Tấn, An Nhẫn, Tịnh Giới, Bố Thí Ba La Mật Đa có hai tướng, tức là muốn khiến định pháp cũng có hai tướng. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì Tịnh Lự, Tinh Tấn, An Nhẫn, Tịnh Giới, Bố Thí Ba La Mật Đa cùng với định pháp không hai, không hai phần. Này Kiều Thi Ca, có những kẻ muốn khiến Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm có hai tướng, tức là muốn khiến trụ pháp cũng có hai tướng. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm cùng với trụ pháp không hai, không hai phần. Này Kiều Thi Ca, có những kẻ muốn khiến Tịnh Lự, Tinh Tấn, An Nhẫn, Tịnh Giới, Bố Thí Ba La Mật Đa có hai tướng, tức là muốn khiến trụ pháp cũng có hai tướng. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì Tịnh Lự, Tinh Tấn, An Nhẫn, Tịnh Giới, Bố Thí Ba La Mật Đa cùng với trụ pháp không hai, không hai phần. Này Kiều Thi Ca, có những kẻ muốn khiến Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm có hai tướng, tức là muốn khiến thật tế cũng có hai tướng. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm cùng với thật tế không hai, không hai phần. Này Kiều Thi Ca, có những kẻ muốn khiến Tịnh Lự, Tinh Tấn, An Nhẫn, Tịnh Giới, Bố Thí Ba La Mật Đa có hai tướng, tức là muốn khiến thật tế cũng có hai tướng. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì Tịnh Lự, Tinh Tấn, An Nhẫn, Tịnh Giới, Bố Thí Ba La Mật Đa cùng với thật tế không hai, không hai phần. Này Kiều Thi Ca, có những kẻ muốn khiến Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm có hai tướng, tức là muốn khiến cảnh giới hư không cũng có hai tướng.
Vì sao? Kiều Thi Ca, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm cùng với cảnh giới hư không, không hai, không hai phần. Này Kiều Thi Ca, có những kẻ muốn khiến tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba La Mật Đa có hai tướng, tức là muốn khiến cảnh giới hư không cũng có hai tướng. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba La Mật Đa cùng với cảnh giới hư không, không hai, không hai phần. Này Kiều Thi Ca, có những kẻ muốn khiến Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm có hai tướng, tức là muốn khiến cảnh giới bất tư nghỉ cũng có hai tướng. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm cùng với cảnh giới bất tư nghỉ không hai không hai phần. Này Kiều Thi Ca, có những kẻ muốn khiến tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba La Mật Đa có hai tướng, tức là muốn khiến cảnh giới bất tư nghỉ cũng có hai tướng. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba La Mật Đa cùng với cảnh giới bất tư nghỉ không hai không hai phần. Lúc bấy giờ trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, trời người A Tố Lả vân vân trong thế gian đều nên trí thành lễ bái, đi nhiễu bên phải, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen. Vì sao? Vì tất cả chúng đại Bồ Tát đều y nơi Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm như thế mà tinh cần tu học, đã chứng sẽ chứng, đang chứng quả vị giác ngộ cao tột. Bạch Thế Tôn, như con ngồi ở trong điện thiện pháp ở cõi trời 33 trên tòa thiên đế, vì các chúng trời tuyên thuyết chánh pháp, khi ấy có vô lượng các thiên tử vân vân đi đến chỗ con để nghe con nói, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, đi nhiễu bên phải, lễ bái, chắp tay lui ra. Khi con không ở đó, các thiên tử vân vân cũng đi đến đó, tuy chẳng thấy con, xem như khi có con ở đó, cung kính cúng dường, hoặc nói, chỗ này là tòa ngồi của trời Đế Thích, vì chư thiên vân vân mà thuyết pháp, chúng ta nên xem như thiên chủ có mặt, cúng dường, đi nhiễu bên phải, lễ bái, lui ra. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, nếu có người sao chép, thọ trì, đọc tụng, vì các hữu tình tuyên thuyết truyền bá rộng rãi, thì nên biết ngay ở chỗ ấy có vô lượng vô số trời rồng dược xoa, kiền đạt phược, a tố lạc, yết lộ trà, khẩn nại lạc, mạc hô lạc già, nhân phi nhân vân vân ở cõi này, và vô biên thế giới khác trong mười phương, đều đến tập họp. Dù không có người nói nhưng vì kính trọng pháp nên cũng ở nơi đó, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, lễ bái lui ra. Vì sao? Vì tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác đều do Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm như thế mà được sanh. Tất cả chúng đại Bồ Tát, độc giác thanh văn và các hữu tình, nhạc cụ thượng diệu đều y nơi Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế mà được sanh khởi. Xá Lợi Phật cũng do Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm như thế mà đượm nhuần công đức, được cúng dường. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, cùng với các hạnh đại Bồ Tát và sự chứng đắc trí nhất thiết trí là nhân, là duyên, là nơi y chỉ, là khả năng dẫn phát. Bạch Thế Tôn, do duyên cớ này mà con nói, giả sử Xá Lợi Phật đầy khắp châu thiệm bộ này lấy làm một phần, sự sao chép Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm như thế lại lấy làm một phần. Trong hai phần này con chỉ chọn Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế. Bạch Thế Tôn, nếu con khi đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này thọ trì đọc tụng nhớ nghĩ, vì tâm khế hợp với pháp nên hoàn toàn chẳng thấy có các tướng sợ hãi. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm không tướng không trạng, không ngôn không thuyết. Bạch Thế Tôn, do Bát Nhã Ba La Mật Đa này không tướng không trạng, không ngôn không thuyết, cho nên tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba La Mật Đa cũng không tướng không trạng, không ngôn không thuyết. Bạch Thế Tôn, do Bát Nhã Ba La Mật Đa này không tướng không trạng, không ngôn không thuyết, cho nên pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, cũng không tướng không trạng, không ngôn không thuyết. Bạch Thế Tôn, do Bát Nhã Ba La Mật Đa này không tướng không trạng, không ngôn không thuyết, cho nên chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, cũng không tướng không trạng, không ngôn không thuyết. Bạch Thế Tôn, do Bát Nhã Ba La Mật Đa này không tướng không trạng, không ngôn không thuyết, cho nên thánh đế khổ, thánh đế tập, thánh đế diệt, thánh đế đạo cũng không tướng không trạng, không ngôn không thuyết.
Bạch Thế Tôn, do Bát Nhã Ba La Mật Đa này không tưởng, không trạng, không ngôn, không thuyết, cho nên bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng không tưởng, không trạng, không ngôn, không thuyết. Bạch Thế Tôn, do Bát Nhã Ba La Mật Đa này không tưởng, không trạng, không ngôn, không thuyết, cho nên tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng không tưởng, không trạng, không ngôn, không thuyết. Bạch Thế Tôn, do Bát Nhã Ba La Mật Đa này không tưởng, không trạng, không ngôn, không thuyết, cho nên bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cũng không tưởng, không trạng, không ngôn, không thuyết. Bạch Thế Tôn, do Bát Nhã Ba La Mật Đa này không tưởng, không trạng, không ngôn, không thuyết, cho nên pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tưởng, pháp môn giải thoát vô nguyện cũng không tưởng, không trạng, không ngôn, không thuyết. Bạch Thế Tôn, do Bát Nhã Ba La Mật Đa này không tưởng, không trạng, không ngôn, không thuyết, cho nên năm loại mắt, sáu phép thần thông cũng không tưởng, không trạng, không ngôn, không thuyết. Bạch Thế Tôn, do Bát Nhã Ba La Mật Đa này không tưởng, không trạng, không ngôn, không thuyết, cho nên mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng cũng không tưởng, không trạng, không ngôn, không thuyết. Bạch Thế Tôn, do Bát Nhã Ba La Mật Đa này không tưởng, không trạng, không ngôn, không thuyết, cho nên pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả cũng không tưởng, không trạng, không ngôn, không thuyết. Bạch Thế Tôn, do Bát Nhã Ba La Mật Đa này không tưởng, không trạng, không ngôn, không thuyết, cho nên trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng không tưởng, không trạng, không ngôn, không thuyết. Bạch Thế Tôn, do Bát Nhã Ba La Mật Đa này không tưởng, không trạng, không ngôn, không thuyết, cho nên tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa cũng không tưởng, không trạng, không ngôn, không thuyết. Bạch Thế Tôn, do Bát Nhã Ba La Mật Đa này không tưởng, không trạng, không ngôn, không thuyết, cho nên hạnh đại Bồ Tát cũng không tưởng, không trạng, không ngôn, không thuyết. Bạch Thế Tôn, do Bát Nhã Ba La Mật Đa này không tưởng, không trạng, không ngôn, không thuyết, cho nên quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật cũng không tưởng, không trạng, không ngôn, không thuyết. Bạch Thế Tôn, do Bát Nhã Ba La Mật Đa này không tưởng, không trạng, không ngôn, không thuyết, cho nên tất cả pháp cũng không tưởng, không trạng, không ngôn, không thuyết. Bạch Thế Tôn, nếu Bát Nhã Ba La Mật Đa này có tướng, có trạng, có ngôn, có thuyết, chẳng phải không tưởng, không trạng, không ngôn, không thuyết, thì lẽ nào Như Lai ứng chánh đẳng giác lại biết tất cả pháp là không tướng, không trạng, không ngôn, không thuyết, mà chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, vì các hữu tình thuyết tất cả pháp là không tướng, không trạng, không ngôn, không thuyết. Bạch Thế Tôn, do Bát Nhã Ba La Mật Đa này không tưởng, không trạng, không ngôn, không thuyết, chẳng phải có tướng, có trạng, có ngôn, có thuyết, cho nên Như Lai ứng chánh đẳng giác biết tất cả pháp là không tướng, không trạng, không ngôn, không thuyết, mà chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, bị các hữu tình thuyết tất cả pháp là không tướng, không trạng, không ngôn, không thuyết. Bạch Thế Tôn, cho nên Bát Nhã Ba La Mật Đa đáng được nhận lãnh vô lượng tràng hoa, hương xoa, hương bột, vân vân tuyệt diệu y phục, anh lạc tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quý, kỹ nhạc, đèn sáng, hết cả vật sở hữu của tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian, đem đến cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen. Bạch Thế Tôn, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, như lý tư duy, vì các hữu tình tuyên thuyết truyền bá rộng rãi, hoặc lại sao chép trang trí bằng nhiều vật báu, rồi dùng vô lượng các thứ tràng hoa, hương xoa, hương bột, vân vân tuyệt diệu, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quý, kỹ nhạc, đèn sáng, hết cả vật sở hữu, cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy nhất định chẳng đọa vào trong địa ngục bàng sanh quỷ giới, nơi biên địa, chỗ không tin Phật, chốn ác kiến, chẳng rơi vào bậc thanh văn và độc giác, quyết hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, thường thấy chư Phật, luôn nghe chánh pháp, chẳng lìa bạn lành, nghiêm tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn và các chúng đại Bồ Tát, thường đem vô lượng tràng hoa, hương xoa, hương bột, vân vân tuyệt diệu, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quý, kỹ nhạc, đèn sáng mà cúng dường. Bạch Thế Tôn, giả sử Xá Lợi Phật đầy cả thế giới ba lần ngàn này lấy làm một phần, sự sao chép Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm như thế lại lấy làm một phần, trong hai phần này con chỉ chọn Bát Nhã Ba La Mật Đa ấy. Vì sao? Vì tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác và Xá Lợi Phật trong thế giới ba lần ngàn này đều từ Bát Nhã Ba La Mật Đa mà xuất sanh.
Lại, xá lợi Phật trong thế giới ba lần ngàn đều vì do thế lực công đức đã huân tu bát nhã ba la mật đa nên được chư thiên, người, A Tố Lạc vân vân cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen. Do nhân duyên này nên các thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen xá lợi Phật, nhất định chẳng bị đọa vào ba đường ác, thường sanh vào cõi trời. Người thưởng các khoái lạc, giàu sang tự do theo ý muốn, nương pháp tam thừa thẳng đến niết bàn. Bạch Thế Tôn, hoặc thấy Như Lai ứng chánh đẳng giác, hoặc thấy sự sao chép bát nhã ba la mật đa thậm thâm, hai công đức ấy bằng nhau không khác. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật đa như thế cùng với chư Như Lai ứng chánh đẳng giác bằng nhau không hai không hai phần. Bạch Thế Tôn, hoặc có Như Lai ứng chánh đẳng giác trụ ở ba thời để chỉ dẫn vì các hữu tình tuyên thuyết chánh pháp, đó là khế kinh ứng tụng ký biệt phúng tụng tự thuyết nhân duyên bổn sự bổn sanh phương quả hy pháp thí dụ và luận nghị. Hoặc thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân đối với bát nhã ba la mật đa này thọ trì đọc tụng, vì người rộng nói hai công đức này bằng nhau không khác. Vì sao? Vì hoặc là Như Lai ứng chánh đẳng giác kia, hoặc ba thời chỉ dẫn, hoặc đã tuyên thuyết 12 bộ loại giáo pháp, đều y nơi bát nhã ba la mật đa mà xuất sanh. Bạch Thế Tôn, hoặc tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác trụ ở ba thời để chỉ dẫn trong 10 phương thế giới như các sông Hằng, vì các hữu tình tuyên thuyết chánh pháp, đó là khế kinh ứng tụng ký biệt phúng tụng tự thuyết nhân duyên bổn sự bổn danh phương quả hy pháp thí dụ luận nghị. Hoặc thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân đối với bát nhã ba la mật đa này thọ trì đọc tụng, vì người rộng nói hai công đức này bằng nhau không khác. Vì sao? Vì hoặc tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác trong 10 phương thế giới như các sông Hằng, hoặc trụ ở ba thời để chỉ dẫn, hoặc tuyên thuyết 12 bộ loại giáo pháp, đều y nơi bát nhã ba la mật đa mà xuất sanh. Bạch Thế Tôn, hoặc thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân dùng vô lượng các thứ tràng hoa hương xoa hương bột vân vân tuyệt diệu y phục anh lạc tràng phan lọng báu các thứ ngọc quý kỹ nhạc đèn sáng hết cả vật sở hữu cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác ở 10 phương thế giới như các sông Hằng. Hoặc có thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân sao chép bát nhã ba la mật đa cũng dùng vô lượng tràng hoa hương xoa hương bột vân vân tuyệt diệu y phục anh lạc tràng phan lọng báu các thứ ngọc quý kỹ nhạc đèn sáng hết cả vật sở hữu cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen hai công đức này bằng nhau không khác. Vì sao? Vì các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác kia đều y nơi bát nhã ba la mật đa mà xuất sanh. Hết quyển thứ 127.